Và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Wow, và đây chúng ta có gì đây các bạn? Một chiếc xe đã cắm đầu xuống các bạn à, không biết chiếc xe gì đây. Wow, và sau bên trong là một chiếc xe khác nữa các bạn. Wow, các bạn, đây là cái nơi rồi che giấu những chiếc xe các bạn. Wow, và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình nha các bạn. Wow, và đây mình có một chiếc Dodge Hudson Hornet các bạn. Dodge Hudson Hornet của chúng ta đây, một chiếc xe giành được khá là nhiều cúp. Wow, các bạn có thể thấy được chiếc xe này mang số hiệu 51, rất là đẹp luôn. À, wow, ở đây là gì đây? Oh, wow, đây là Tourmator, một chiếc xe cẩu các bạn. Wow, có thể thấy được chiếc Tourmator này rất là đẹp nha. À, nó có một cái móc đằng sau đây các bạn, rất là ngầu luôn kìa các bạn. À, hay chưa kìa. À, nhìn đã chưa? À. Oh, và đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, ở đây mình có được là một chiếc xe van khổng lồ luôn. Đó, như các bạn có thấy chiếc xe van này rất là ngầu luôn kìa các bạn. Đấy, hay chưa kìa. Đó, nó có cái mũ này, hay chưa, cực kỳ ngầu đấy chứ. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, đây là Sally các bạn. Wow, một chiếc xe màu xanh dương rất là đẹp, Sally của chúng ta đây. Đó, như các bạn có thấy chú Sally này rất là ngầu nha. Wow, một người mà em Sally mà Quyền rất là thích. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow, Rimmer này các bạn. Wow, ở đây mình có Rimmer các bạn. Wow, màu xanh lục báo rất là đẹp nha. Đó, như các bạn có thấy Rimmer của mình đây các bạn, rất là ngầu luôn kìa. Đấy. Tiếp theo mình có là chiếc Kick màu xanh lá cây số 86 các bạn. Rất là đẹp luôn. À, đẹp chưa kìa. Wow. Wow, rất là nhiều những chiếc xe đã bị chôn vùi ở đây các bạn. Đây. Wow, ở đây mình có được là Snort Rock các bạn. Wow, chiếc siêu xe màu cam các bạn, có bánh xe rất là ngầu luôn này. Đấy, các bạn có thấy chiếc xe này rất là đẹp nha. Đó, wow, nó có cái bóng bồ lên rất là ngầu. Đấy, tiếp theo là Lightning McQueen số 95 được gọi đồ đó gì các bạn. Đó, có thể thấy được cái mầm của nó này, đẹp chưa kìa các bạn. Đó, đã chưa. Một chiếc xe màu xanh dương Dinoco được gọi đua khủng long Dinoco số 43 các bạn. Ở đây mình có chiếc Dinoco 43, một chiếc xe xanh dương rất là đẹp nha. Đó, nhìn ngầu vậy kìa, siêu xe khủng long. Đấy, tiếp theo chúng ta có gì đây? Đó, Lizzy các bạn. Đó, chiếc xe rất là đẹp màu đen luôn nha. Đó. Đấy, ở đây là Flo các bạn. Wow, màu xanh lục bảo các bạn. Đây, chiếc siêu xe Flo. Đó, màu xanh lục bảo rất là ngầu luôn nè. Đấy, wow, mình đưa đào lên được. Ấy, đây là Lightning McQueen số 95 nha. Đó, đây mình có chiếc Lightning McQueen số 95 rất là đẹp nè. Đó, wow, và đây chúng ta có rất là nhiều chiếc xe nữa các bạn. Wow, và mình thu thập nó đây nha. Đây, mình sẽ đi sửa chữa và rửa lại nó các bạn. Wow, cảm ơn các bạn đã cùng nhau đón xem nè các bạn. À.